Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 11 vừa tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các kỳ họp được tổ chức đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng nâng cao. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 74 nghị quyết, tổ chức giám sát 48 nội dung chuyên đề, tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua đó đã kịp thời nắm bắt, tiếp nhận tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, trình các cấp xem xét giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương.